xin được kính chào tất cả các anh chị. Thì ngày hôm nay em sẽ quay một cái video mà để cho quý cô anh chị sẽ được theo dõi về cái mã sâm hoang dã, một trong những cái mã mà đây em sẽ hôm nay em sẽ rửa chỗ này là tổng 3 cân. Đó. Cái mã này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm cỡ 70 80 củ, cái mã này là chọn bé nhất, còn nếu to hơn thì nó sẽ khoảng tầm 50. Đó. Thì hôm nay em rửa 3 cân thì em sẽ quay cho mọi người xem là cái hàng này nó ra và nó sẽ đẹp như thế nào mọi người nhá. Cái mã này là cái mã mà em mới về cách đây một ngày. Là ngày hôm nay là em rửa 3 cân để cho một 3 cân là cho hai khách, một anh thì lấy 2, một anh thì lấy 1. Đó. Đây cái mã này thì cực kỳ đẹp và hàng này cực kỳ già, một chút nữa em sẽ rửa ra để em sẽ quay cho mọi người xem cái cổ. Đó, tại sao em bảo cái hàng này già? Nếu còn dù mọi người trông cái cổ nó ngắn. Đó. Đấy, như cái hàng này cực kỳ giá nó thơm và giá thành thì rất là ok mọi người nhé. Đấy, cái ma này thì nó rơi vào 3.2-3.3 đấy, tùy từ xa con nhỏ khác nhau, nhìn nó cực kỳ đẹp. Đó, bây giờ em sẽ đem đi rửa cho mọi người xem. Em rửa sạch nha mọi người, bắt đầu có thể quan sát này. Đây là cái lô mà sâm cổ dài và điều đầu tiên ấy em sẽ giải thích là lý do tại sao em bảo là cái hàng này rất giả. Đây mọi người để quan sát này, sau khi cái cổ mà chúng ta rửa xong nhá. Đây này. Đấy, sau khi chúng ta rửa xong này, đây một củ ví dụ điển hình nhá. Thứ nhất là cái cổ này của nó này nó cong. Đấy, hầu như cái cổ nào cũng cong chứ không thẳng mọi người nhá. Đó, cái này này là chắc là nó mọc ở trên cái nền rừng ấy mà cái phần nền rừng nó nhiều rễ cây thì là nó bị cong, cong cái cổ nó không đi được thẳng. Vì nếu mà cái nền nào là đất nó mềm ấy thì nó sẽ đi thẳng. Thì chúng ta sẽ nhìn và quan sát này, em sẽ đếm cho mọi người xem. Đây lật lại phần đằng sau này. Đó, chúng ta phải nhìn này, cái mắt đầu tiên của cổ là chúng ta sẽ tính từ cái phần đầu ngón tay cái của em. 1 này, sau đó đến cái chỗ phần rễ 2 này. Bắt đầu đến thấp này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và đến cái mầm này là 17. Đó, thế là chúng ta sẽ có một cái củ sâm bé như này mà khoảng tầm cỡ 20 đến 20 25 cho tới 30 năm tuổi. Đó, rất là bé, củ rất là. Đấy, đây. Đó, mọi người nhìn này. Đấy, nhìn. Quá là đẹp luôn. Cái hàng này thì nói chung là nó sẽ rơi ở trung bình khoảng tầm cỡ 5-60 đến hàng to. Còn hàng nhỏ hơn thì khoảng tầm 6 đến 70 củ. Đó, loại này thì vào chai hay là vào ấy bất cứ gì đều ổn hết. Đó, vào bình thì càng đẹp. Đây mọi người, em bóp nó rất cứng bởi vì sâm hoang dã rất là cứng. Và cái mùa này là sâm nó không bị ộp. Đó. Đặc biệt là cái mùa này củ sâm nó không bị ộp. Nên là khi mà mình thả vào bình ấy, thì nó sẽ chìm. Đa phần nó sẽ chìm. Nó sẽ khoảng tầm 70-80% củ là sẽ chìm. Đó, hàng rất già. Đấy, thân củ già đanh. Đấy, hơn 3 triệu. Đó, em rửa cái lô sâm này mà nói thật sự là rửa xong là cũng rất là ưng. Đấy, đầu mầm đang lên. Đó. Còn đâu em giải thích qua một chút, rất là nhiều chú ba anh chị bảo là khi mà sâm đang lên mầm dùng là không tốt, không, nó không giống như khoai tây đâu mọi người nhé. Cái củ khoai tây khi đang lên mầm thì mới đập thôi, chứ còn đâu thì nhân sâm mình là những loại vị thuốc thì nó lên mầm ấy thì là nó vẫn tốt như bình thường. Đầu mầm này vẫn trên mầm sâm này các thứ nó vẫn chứa các tất cả các hoạt chất ở trong củ. Đấy, vẫn có saponin, có các cái khoáng vi lượng. Cái chuyện đấy là rất bình thường mọi người ạ. Đó, chứ nó không đập như củ khoai tây mà mọi người nghĩ là lên nó kém hay là chất lượng nó không tốt đúng. Cái câu hỏi này có một vài quý cô bác anh chị đã hỏi em thì hôm nay em giải thích luôn. Đó là đang lên mầm nó không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Đó, và đặc biệt là cái mùa này nó lên mầm thì người ta mới tìm được nó. Tìm được nhiều thì người ta khai thác thì giá thành của nó mới thấp đi nhá. Nhưng lại mấy hôm nữa ấy, khi mà đã mầm đã lên cao rồi ấy, cái củ sâm lúc đấy mà cái rừng ấy là bắt đầu là cái rừng ấy là cây lá rồi tất cả mọi thứ là nó sẽ che kín cái cây sâm, người ta khó tìm thì giá lại lên. Đó, nó rất là ở chỗ đấy. Như mùa này thì khi mới tuyết tan ấy, thì mở đầu mầm sâm lên rồi, cây cỏ lúc này là nó héo úa hết thì người ta lại dễ tìm củ sâm nên là cái giá nó lại rẻ đi, nhưng mấy hôm nữa lại đắt lên mọi người nhá. Đó, cái hàng này thì nói chung là nếu để chơi hay là làm gì thì không thể chê được, rất là đẹp. Nếu ai có nhu cầu mọi người liên hệ với em số điện thoại 0368 950 859 hoặc là số 0941 632 236, cả hai số đấy em đều có Zalo. Mọi người kết bạn với em, cả hai số đấy em sẽ báo giá cho mọi người. Đó. Còn video này em xin quay đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối luôn gia đình hạnh phúc.
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau ạ.